Nói thiệt nha, tôi mà không nể sang ha là tôi múc ổng rồi đó. Bao đừng nể sang nữa, bao quốc ổng luôn đi. Hả? Bao quốc ổng luôn đi. Nè, quốc ổng luôn đi. Không không, bao vẫn muốn nể sang, vẫn muốn nể nhiều lắm. Hiện trường, cho tôi chai nước đi. Cái gì, anh kêu ai hiện trường? Tôi nói cậu đó. Dạ dạ, em hiện trường nè. Ừ. Dạ. Dạ, em mời anh chai nước à? Xin lỗi, tôi không uống nước suối, tôi uống nước cam thôi. Dạ, vậy em đi mua cho anh nha. Dạ, em mua nước cam cho anh à. Khoan, dạ. Từ từ đã. Dạ, em nghe. Nước cam là phải cam ép đàng hoàng. Còn nước cam mà đóng hộp, đóng chai là tôi không uống. À dạ. Cảm giác bị đóng hộp, đóng chai lắm, tôi không thích. À dạ, anh không thích bị đóng hộp, đóng chai. Ừ. Dạ, vậy để em đi mua cho anh là cam tươi nha. À. Dạ. Khoan, chưa xong. Cái gì nữa anh? Mua cam là phải mua những trái cam sành bự bự. Còn mấy cái trái cam mà nhỏ nhỏ là không có được nha. Tôi uống vào tôi cảm giác tôi bị nhỏ lắm. Dạ dạ, ok được, em để em đi kiếm chỗ cam bự cho anh nha. Dạ, rồi. Em xin phép đi ạ. Khoan, cái gì nữa anh? Chưa xong mà. Đường là phải bỏ đường phèn. Cho nói heo thì còn ba lăng đường cát á, nó có hại cho sức khỏe lắm. Chưa hết, đá là cậu bỏ vừa phải thôi. Cậu bỏ đúng 5 cục cho tôi. Nhưng mà cái ly nước cam bỏ đá vô mà trước khi đưa đến tay tôi là không được tan nha. Cuối cùng đưa 1 cục đá mà là nước kia đi bỏ vô nước cam mà không tan. Ừ? Có đá xanh á, đá xanh xây nhà, anh uống nó được không? Bây giờ anh giỡn mặt với tôi đó hả? Chứ đá bình thường làm sao mà không tan. Cái chuyện đó chuyện của anh, làm sao tôi biết được? À, tôi hiểu rồi. Anh muốn chơi tôi với vậy? Được rồi. Bèo. Ừ? Lên đi đó. Hả? Lên. Rồi. Dậy Bèo. Chết rồi này. Nè, anh kia. Hồi nãy giờ tôi ngồi đây tôi nghe hết tất cả rồi. Ừ. Anh định làm khó Sang đúng không? Có cái gì đâu làm khó. Ừ, đúng rồi, anh không có làm khó. Mà vấn đề là anh đang hành người ta. Bây giờ anh có tin là tôi mua 1 kg cam gì tôi cắt ra tôi giọng hết vô họng anh không? Hả? Tôi biết rồi, là do anh còn ghim cái chuyện hồi sáng, cho nên là bây giờ anh trả thù đúng không? Tôi vậy đó. Chịu được thì chịu, không chịu được cũng phải chịu. Ích kỷ, nhỏ mọn. Gì màu màu ấy vậy? Anh Vinh. Ai của anh Vinh, qua đây. Anh Vinh qua đây. Anh coi nè, nãy giờ ông này ông kiếm chuyện với em hoài à. Em là em ruột của anh á, giờ anh xử đi. Kiếm chuyện với em hả? Ông bắt em đi mua cam, mà cam gì phải cam bự cam nhỏ. Bà bán cam bán mua sao em biết được. Ông đem lại em kêu bà đi mua cam bự rồi về dắt cho em. Có gì cũng yêu cầu được. Ờ vậy đó, anh qua xử không đi. Kiếm chuyện với em không à. Để anh. Quất không đi anh. Giả bán tính giang ngồi à. Chơi ông luôn đi. Lê à, anh đấy. Tới luôn anh. Tới bến luôn Vinh. Yên tâm. Ông Vinh thương anh lắm. Yên tâm đi. Xử đi anh Vinh. Ngày hôm nay tôi thay mặt em tôi. Đúng rồi, ông chết rồi. Ông Lê, ông tên Lê như vậy. Anh tôi quất trong lết luôn nè. Trời ông ơi. Ông chết rồi. Múc luôn. Xin lỗi anh. Hả? Sang. Đi qua xin lỗi anh Lê đi. Anh là khách hàng của mình, là người lớn. Em nhỏ, em làm vậy là không có đúng. Em biết em làm sai không? Em làm vậy là em hổn với anh rồi, sao được? Cái gì vậy anh Vinh? Ủa mình là gia đình mà. Trời ơi, ổng ăn em quá trời mà. Anh là người nhà của em mà. Người nhà là người nhà nhưng mà ổng là khách hàng. Trời ơi. Anh đừng có gì mấy đồng tiền mà anh nói chuyện kiểu đó. Anh đừng có hèn hạ như vậy. Nó là em của đạo diễn thì đạo diễn phải đứng ra binh vực nữa chứ. Anh gì đồng tiền anh bán em luôn hả? Anh không có tiền thì sao? Thì sao? À, trời ơi, không có tiền à. Thì Sang đi qua xin lỗi đi. Cái gì nữa? Ôi, mấy người này bị cái gì á? Ông bắt em tôi nãy giờ, mấy ông người bị điên rồi, tôi không nói chuyện với người đó. Ôi. Nè, Sang. Ôi, tôi không làm ở đâu. Sang. Ôi. Sang, chờ Béo. Sao vậy? Em còn ấm ức cái chuyện nãy hả? Nói anh nghe nha, em không có bực cái người tên Lê đó. Mà em bực anh á. Anh gì tiền tài, anh gì danh vọng, mà anh bán rẻ nhân cách mình luôn. Anh quỳ lại trước mặt ông đó hả? Đúng rồi đó, đồ hèn. Làm đạo diễn tưởng gì ngon lắm. Làm đạo diễn phải ra lệnh này, phải quay phong lẫm liệt chứ. Làm đạo diễn có đâu gặp khách hàng á, cứ dạ dạ thưa thưa rồi cúi mộp mộp, rồi còn xin lỗi nữa. Anh cúi cái đầu anh muốn đụng dưới đất luôn đó. Ở nhà lúc nào cũng lên mặt, ta đây thế này, ta đây thế kia. Hai người nói xong chưa? Chưa, nhưng mà anh muốn nói gì thì nói đi, lát tôi nói tiếp. Ngày xưa, lúc mà trước khi tôi được làm đạo diễn á, hai người có biết tôi làm cái gì không? Sinh viên, học trường sân khấu điện ảnh. Lúc đó tôi chỉ được làm cu ly của đoàn phim mà thôi. Cu ly?
Một ngày nọ, anh phó đạo diễn ảnh đi ra anh yêu cầu tôi như thế này. Em hay quét cái sân này, quét đi quét lại 50 lần. Tôi quét mà đến nọ cây chổi nó muốn mòn, cái tay tôi nó muốn rụng ra luôn. Rồi cuối cùng anh có đồng ý không? Anh vẫn phải làm thôi, nhưng mà không chỉ dừng lại ở đó nha. Anh còn phải phân loại lá nữa. Quét một bên lá vàng nè, một bên lá xanh nè, ở đằng kia là lá xanh vàng. Xanh vàng là giống vậy đúng không? Ừ, nó đó, nó đó. Ủa mà phân loại làm gì? Tôi cũng thắc mắc như thế, nên cho nên là tôi cũng ấm mức lắm. Và thế là anh đục vô mỏ anh ta. Bởi vì anh có máu côn đồ trong người đúng không? Anh chiếm cái vị trí đạo diễn, anh trở thành đạo diễn tới bây giờ đúng không? Anh ta chỉ nhìn tôi chằm chằm và nói một cách nhỏ nhẹ nhất: em làm đi. Sau khi mà cái sản phẩm đó được công chiếu, tôi nhận được những cái lời khen từ các anh chị em trong nghề, từ quý vị khán giả. Không có ai làm gì á mà không phải đi qua sỏi đá để thành công hết. Cho nên em á, mình không nhẫn nhịn được cái nhỏ thì mình sẽ không bao giờ làm được chuyện lớn. Em hiểu không? Em phát hiện ra là nếu con người mà không có chữ nhẫn á, cứ tranh tranh đấu đấu hoài thì không làm được việc lớn. Em anh đã hiểu rồi đó, đã trưởng thành hơn rồi đó. Cảm ơn Vinh đã dạy em chữ nhẫn. Đau lắm đúng không? Anh Huy đã nói rồi, cô chú cũng thấy rồi đó. Con đã nói là đừng có bỏ cái tay ra, kèm em nó, mà cô chú kêu con bỏ tay ra nó té luôn rồi. Em thích chạy xe đạp hai bánh thôi. Hai? Công nhận. Su nói đúng á. Huy không thấy sao, nhờ Su bị té nha mà Su chạy được một đoạn đường khá thiệt là xa ha. À, ông bà mình nói nha, càng té đau Su sẽ trở nên càng trưởng thành. Giống như tôi coi phim Batman á, ở trong đó người ta nói á, cứ để cho té một lần đi, để lần sau có té nó tự biết cách nó đỡ mình nó đứng lên. Cứ để cho bị vùi dập đi, nó sẽ trưởng thành rồi. Sang à, anh không nghĩ là em dám chửi khách hàng của Vinh luôn á. Em đâu có biết ổng là khách hàng đâu. Thôi lần bỏ qua, ổng mà làm lớn chuyện lần Sang tiêu rồi biết không? Mà giờ em biết sao, có một bài học nhớ đời cho lần Sang. Ra ngoài đường đừng có bố láo nữa, có ngày nó bị người ta cho nó đục á. Mà mình cũng đâu có gì quá đáng đâu đúng không Bella? Đúng rồi. Mình chỉ chỉ người ta làm việc này kiểu mà kia. Sai người ta kiểu mà như ba má ở nhà ngồi chỉ tay năm ngón thôi. Có đúng rồi. Vậy đó. Tại vậy cho mấy thằng em ngỗ nghịch, không biết trên biết dưới, phải đi ra ngoài á mới trưởng thành hơn được, cho đời nó vùi dập á, em hiểu không? Vinh à, anh thấy không được đâu. Sang nó còn nhỏ mà, có gì cũng phải từ từ bảo vệ em nó. Đúng có rồi. Gì phải khuyên bảo em nó chứ. Kiểu thằng Sang là phải quăng ra ngoài cho đời dập nó. Muốn anh giả vờ khó tính để mình đi thằng em của em rồi bắt nó làm đủ mọi việc hả? Trời 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 trời. Có bị gì không vậy? Thằng bé này nó còn nhỏ lắm, cái nó chưa biết cái sự đời nhiều, nên tôi muốn cho nó phải va vấp, va chạm một chút xíu, nó biết mùi vị cuộc sống ở ngoài như thế nào, để nó có thể trưởng thành hơn. Mưa dầm thấm lâu, nói từ từ nó cũng nghe à. Không được, phải cho nó vấp ngã nó mới trưởng thành, nó đứng lên được, hiểu không? Bảo vệ nó. Ủa anh ơi, hồi nãy anh đồng ý cô Lan là anh sẽ cho em vấp ngã là em mới được trưởng thành mà. À đúng rồi. Bởi vậy cái phương pháp dạy em của anh đã cũ rồi, anh phải theo em. Phương pháp em là mới nhất, là tân tiến nhất. Vậy là anh sai à? Đúng, anh xin lỗi em đi. Có lẽ cách dạy em của anh nó đã quá lỗi thời mất rồi. Cho nên là bây giờ anh sẽ làm theo ý của Vinh. Vinh à, em còn nhớ không? Em dẫn gái về nhà làm gương xấu cho em gái. Đi toilet không tắt đèn làm gương xấu cho em gái. Nói chuyện với anh mình mà theo cái kiểu xúc phạm làm gương xấu cho em gái. Em đi đâu? Mấy đứa, ngồi cái gì nữa vô? Chẳng lòi cái gái. Sao mất thịt vậy? Sao chịu tiền hết? Trời, nó biết hôm nay thế nào lễ rồi.